tiết lộ bí mật ông chủ thực sự đằng sau của chương trình Rap Việt, đế chế truyền thông thuộc hàng lớn nhất Việt Nam. Ít ai biết rằng đằng sau sự thành công của chương trình Rap Việt đình đám có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của một trong những công ty công nghệ truyền thông giải trí lớn nhất Việt Nam. Chương trình truyền hình hút sự quan tâm đông đảo nhất thời điểm hiện tại. Rap Việt liên tục đứng đầu trên top thịnh hành kể từ khi chính thức phát sóng. Mỗi tập của Rap Việt đều đón nhận hơn chục triệu lượt xem trên YouTube, thậm chí lượng người xem trực tuyến từng phá kỷ lục tại Việt Nam. Rõ ràng Rap Việt đã thu được thành công lớn bên cạnh mô típ mới lạ mà các chương trình âm nhạc trước đó chưa từng có, cách tiếp cận đưa văn hóa hip hop đến đại chúng, sự phát triển của giới underground trong giai đoạn mạnh mẽ, các thí sinh tài năng, ngoài ra là công sức không nhỏ của chiến dịch truyền thông. Tín hiệu này khiến cho các đơn vị đứng sau hậu trường vui lây, bao gồm các nhà tài trợ và đội ngũ sản xuất chương trình. Pepsi và LG thường xuyên xuất hiện trên các poster quảng cáo với tư cách tài trợ chính và đồng tài trợ. Tuy vậy, ít ai để ý nhà sản xuất thực sự đằng sau chương trình thực tế đình đám này. Kênh truyền hình phát sóng Rap Việt VE Channel được hình thành từ sự hợp tác giữa CTCP VE Channel thuộc đất Việt VIC, nhà sản xuất chương trình và đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Định hướng của kênh này tập trung vào các chương trình giải trí thu hút giới trẻ. Bản thân đất Việt VIC là một trong những công ty công nghệ truyền thông và giải trí lớn nhất Việt Nam, thành lập từ năm 1994 bởi ông Đinh Bá Thành. Ba cột trụ đầu tiên của công ty này là đất Việt Media, công ty truyền thông, đất Việt OH, công ty quảng cáo ngoài trời và DDB Việt Nam, công ty liên danh về quảng cáo. Cùng với thời gian, đất Việt VAC mở rộng mạnh mẽ hình thành thêm hàng chục công ty thành viên, trong đó các tên tuổi lớn nhất bao gồm Đông Tây Promotion, nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế, TKL, công ty cung ứng bản quyền truyền hình, MNT Picture, hãng sản xuất phim truyền hình, DID TV, kênh truyền hình Tư Hữu, Nomad MGMT Việt Nam, công ty quốc tế quản lý tài năng. Quay trở lại với truyền hình, lĩnh vực mà đất Việt VAC có cơ hội tiếp xúc nhiều nhất với khán giả, công ty này cho ra đời DID Truyền thông, DID Media năm 2003 và DID Truyền hình, DID TV năm 2006. Mục tiêu của hai đơn vị này là đưa tiêu chuẩn quốc tế của ngành truyền thông vào trong nước qua sự hợp tác với hệ thống truyền hình quốc gia. Ngay sau khi được thành lập, DID TV tiếp quản phát thanh và truyền hình Đà Nẵng, DIT hiện đã trở thành một trong những nhà đài hàng đầu khu vực miền Trung. Tháng 10 năm 2010, đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh giao DID TV tái cơ cấu kênh HTV2. Những năm tiếp theo đó, đất Việt VAC hợp tác với tập đoàn Lotte cho ra đời kênh mua sắm tại nhà Lotte đất Việt Home Shopping 2012, ra mắt kênh phim truyện trên hệ thống truyền hình cáp đài truyền hình Việt Nam, kênh VTV cáp 7 đi drama 2 năm 2013, kênh VTV cáp 1 giải trí TV bắt đầu phát sóng. Thực tế, DID Media và DID TV chính là hai công ty có hiệu quả sinh lời tốt nhất trong hệ sinh thái đất Việt VAC. Cho dù vậy, xu hướng trong những năm gần đây là hoàn toàn trái ngược. DID TV quản lý VE Channel là trong chuỗi năm thăng hoa cùng sự thành công của các chương trình giải trí, doanh thu năm gần nhất đạt 625 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế là 240 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 49% và 53%. Đông Tây Promotion chuyên cung cấp các chương trình game show đưa định dạng quốc tế đến Việt Nam, nổi tiếng nhất với Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Bước Nhảy Ngàn Cân, Nhanh Như Chớp cũng có kết quả kinh doanh không hề biến động đáng kể. Doanh thu năm ngoái 369 tỷ đồng và lãi 31 tỷ đồng. Công ty quản lý nhân tài chủ yếu là các người mẫu, diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp. Nomad Management Việt Nam năm ngoái đạt doanh thu 91 tỷ đồng, tăng 60%. Lãi sau thuế là 7 tỷ đồng.